Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Không phải là sự ngợi khen là quan trọng nhất, những việc đón nhận lời của Chúa, nghe lời của Chúa là điều quan trọng hơn tất cả mọi điều. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Đấng Christ. Amen. Đức tin không đến bởi chúng ta nghe người khác thờ phượng Chúa đâu. Đức tin đến bởi chúng ta tập trung nghe lời của Đấng Christ được rao giảng. Amen. Và sáng nay chúng ta sẽ đến với Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu thứ 21. Xin mời Hội Thánh trong đồng đứng lên và tôi xin đọc 21 câu Kinh Thánh này. Và ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ cùng học ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh 21 câu Kinh Thánh này. Tôi xin đọc. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Không giảm âm thanh. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thầm nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. Vì trái của sự sáng láng ở tại một điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà của trách nó, xin lỗi, thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phạm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chấp rằng ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Vậy hãy giữ cho khéo với sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy trở nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho lung tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Xin chúng ta đồng ngồi. Và sau này chúng ta sẽ học từ câu 1 đến câu số 7. Con chỉnh âm thanh lại, con phải nghe chứ. Con chỉnh âm thanh mà con không nghe. Chúng ta sẽ học từ câu 1 cho đến câu số 7. Và cái chủ đề mà ngày nay chúng ta học và ngày mai chúng ta cũng sẽ cùng nhau suy gẫm để tìm hay là để xem thử Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Ngài dạy chúng ta qua sứ đồ Phao-lô gửi cho thánh Ê-phê-sô những sự dạy bảo, khuyên răn, dạy dỗ con cái của chính Ngài như thế nào. Với một cái chủ đề chung, đó là để được Đấng Christ chiếu sáng. Tôi xin lặp lại cái chủ đề, đó là để được Đấng Christ chiếu sáng. Đó là một chủ đề rất là quan trọng với đời sống của chúng ta. Tại sao là quan trọng? Bởi vì có nhiều người đã đi với Chúa lâu năm, những người biết Chúa thật là lâu, có thể trên 10 năm, có thể trên 5 năm, có thể trên 3 năm,
và có thể dài hơn nữa, nhưng chưa một lần được Đấng Christ chiếu sáng. Đấng Christ có nghĩa là Đấng chịu sức dầu, là vua. Chiếu sáng có nghĩa là Ngài làm cho người đó, một con người tội nhân đã từng sống trong quá khứ, cho tôi nghe chị amen, đã từng sống trong quá khứ, đã từng sống trong tối tăm, đã từng sống bị ma quỷ phản chiếu hình ảnh của nó. Quá khứ của mỗi một chúng ta đã phản ảnh sự tăm tối, phải không ạ? Làm những việc tăm tối, nói những điều thuộc về vương quốc của sự tối tăm, suy nghĩ những điều tối tăm, phải không? Hành xử tất cả mọi điều thuộc về vương quốc của tối tăm. Nhưng bây giờ chúng ta là con cái của Chúa. Giống như lời của Chúa nói gì trong câu số 8 đó: vả lúc trước anh em đương còn tối tăm. Câu thánh này nhắc về quá khứ của tôi và anh em. Tôi có nghe chị amen. Câu thánh này nhắc về quá khứ của tôi và anh em. Lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ là thì hiện tại, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Anh em, lời của Chúa Trời nói rất là mạnh mẽ. Đó là nhưng bây giờ anh em đã trở nên người sáng láng trong Chúa. Chúng ta suy gẫm điều này một chút, để rồi chúng ta thấy rằng cái chủ đề mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, ngày mai rất là quan trọng. Để được Đấng Christ chiếu sáng, có nhiều anh em đã biết Chúa lâu rồi, lời của Chúa thì nói rằng chúng ta có quá khứ ở trong tâm tối, nhưng bây giờ, ngày hôm nay, ngay thời giờ này, lời của Chúa nói rằng chúng ta là con cái của sự sáng láng. Amen. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta đã kinh nghiệm cái chữ sáng láng này? Và để ta biết rằng mình sáng láng hay không, ta đọc tiếp cái phần cuối của kinh của câu 8 này. Đó là hãy bước đi như các con sáng láng. Chúng ta thấy ánh sáng đi đến đâu thì tối tăm biến mất ở chỗ đó. Có đúng không? Ánh sáng xuất hiện ở đâu thì bóng tối không xuất hiện ở đâu đó được. Màn đêm dày đặc, chỉ cần một cái ngọn lửa của cái hộp quạt thôi, chúng ta cũng thấy rằng sự sáng không có nơi ánh sáng đó. Amen. Màn đêm dày đặc, chỉ còn một ánh đèn pin chúng ta bật công tắc lên, thì cái tia sáng của đèn pin đó chúng ta thấy sẽ phân sự tối đó, phải không ạ? Anh em, Chúa Giêsu là sự sáng của thế giới. Ngài đến với cuộc đời nào thì Ngài muốn đem con người đó ra khỏi sự tăm tối. Anh em tin Chúa không phải để tìm phước hạnh về vật chất đời này. Ngày nay có quá nhiều người ra làm chứng là gì tin Chúa được phước lắm. Và chỉ có người bất hạnh, chỉ có người đang nghèo khổ, người ta nghe chịu phước là người ta nghĩ nhầm ngay là người tin Chúa sẽ có tiền, tin Chúa sẽ có thùng mì tôm, tin Chúa sẽ được một bao gạo. Và ngày rất nhiều người đã làm chứng và không đúng với nền tảng của Kinh Thánh. Và ta hướng dẫn người khác đến với Chúa Giêsu cũng không đúng với nền tảng của Kinh Thánh. Có người tin Chúa để được phước hạnh về vật chất, có người tin Chúa chỉ để được chữa lành, có người chỉ vào trung tâm giải cứu chỉ để bỏ ma túy, nhưng họ không bỏ những thói quen tật xấu khác. Mà nếu là như vậy thì tôi anh em đã làm Chúa buồn rồi. Amen. Vì lời của Chúa, Ngài không coi thường tôi và anh em. Ngài yêu tội nhân. Thế giới này, quyền lực của sự tăm tối đã vùi dập cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mất hết tất cả những tố chất, phải không? Nên nỗi người ta có những câu nói là đừng nghe con đến cái chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Có nghĩa là một con người nghiện thì không còn có một cái tố chất nào, không còn một cái danh dự nào, không còn cái gì để tiếng nói giữa xã hội trong gia đình của chúng ta. Ngay cả người ta nói chuyện với vợ của chúng ta hay là con của chúng ta,
Đôi khi nó yên yên lặng lặng, chúng ta nghĩ rằng nó tôn trọng, nó sợ chúng ta, nhưng thực chất nó chẳng tôn trọng chúng ta chút nào đâu. Amen. Nhưng mà Chúa thì nói với chúng ta rằng, nhưng bây giờ tôi và anh em đã nên người sáng láng trong Chúa. Bản thánh của anh em có chữ đã không? Anh em nhìn vào bản thánh của anh em có chữ đã không? Có chữ đã nên không? Bao nhiêu người nói amen? Kinh Thánh Chúa nói là bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Và từ ngày chúng ta quyết định tin nhận Chúa Giêsu thì ngay lúc đó anh em, câu thánh này bắt đầu viết cuộc đời chúng ta sang trang sử khác. Tôi nghe chị amen. Bắt đầu Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời dùng Thánh Linh qua chức vụ của tôi, của anh em, giúp đỡ để viết cuộc đời anh em sang một cái trang mới. Quá khứ là Satan nó viết cuộc đời của chúng ta, phải không ạ? Nó viết cuộc đời chúng ta là con nghiện, bợn rượu, hả, luôn tuồng, ăn chơi, trác tán, phá phách, phải không ạ? Nghiện ngập, phải không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay khi ta tin nhận Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời viết chúng ta bằng mực của Đức Thánh Linh. Ngài viết rằng con là con của Đức Chúa Trời. Amen. Con là con người mới. Amen. Con là con người đắc thắng. Amen. Con là con người mạnh mẽ. Con người con là đứa con đã được phục hồi. Con là con cái sáng láng chứ không phải là con của sự tăm tối nữa. Anh em, lời của Chúa nói là nhưng bây giờ đã đến người sáng láng trong Chúa, và có một mạng lệnh, đó là hãy bước đi như các con sáng láng, để Đấng Christ chiếu sáng cuộc đời của tôi và anh em. Thì tôi và anh em phải có cái bước thứ nhất là bài một này, đó là hãy bước đi trong sự sáng. Trước đây quá khứ của tôi và anh em thường làm những điều vụng trộm, phải không ạ? Có phải không anh em? Chúng ta làm những điều vụng trộm, chúng ta làm những điều mà giấu giếm, chúng ta làm những điều kín giấu, phải không? Phải không anh em? Chúng ta làm những điều nó không đúng, chúng ta làm trong sự tâm tôi. Nhưng bây giờ Chúa bảo ta là hãy bước đi như các con sáng láng. Chúng ta hãy nghĩ rằng mình như là một cái bóng đèn led vậy đó. Nếu bây giờ tôi cầm cái bóng đèn led, tôi đi đâu thì anh em sẽ thấy cái sự sáng, phải không? Anh em hiểu được tôi nói không? Và lời của Chúa dạy dỗ rằng hãy bước đi như các con sáng láng. Có nghĩa là gì? Đừng nhìn vào quá khứ của chúng ta nữa. Quá khứ của anh em như thế nào đó Chúa không quan tâm. Nếu ta tin Chúa thật lòng thì huyết của Chúa Jesus Christ rửa sạch mỗi tội của tôi và anh em. Amen. Khi chiếc áo bị bẩn, chúng ta cần thúc đẩy. Khi tội nhân cần tha thứ thì phải tìm đến với dòng huyết vô tội của Chúa, của Thầy Jesus. Thúc tẩy đời này không tẩy sạch tội lỗi của tôi và anh em được. Một giặc đời này không thể nào tẩy sạch tội của tôi và anh em được. Chỉ có huyết của Chúa cứu thế Giêsu mà thôi. Cho tôi nghe chị amen. Như vậy anh em, thế thì lời của Chúa dạy chúng ta từ câu 1 đến câu số 7 cái cách để ta bước đi trong sự sáng láng. Và khi ta thực sự thực hành đúng những cái bước hay là bài số 1 này, đó là quyết định bước đi trong sự sáng láng, không làm những điều thuộc về tâm tối nữa, không suy nghĩ những điều tiêu cực nữa. Cho tôi nghe chị amen. Không suy nghĩ về nhục dục, không suy nghĩ về tư dục của xác thịt, không suy nghĩ về những điều thói quen xấu, không suy nghĩ về những điều đã từng bắt lấy và giam cầm cuộc đời của tôi và anh em trong quá khứ nữa. Hãy nhìn hiện tại và tương lai của chúng ta trong sự sáng của lời Ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Và ta thấy câu 1, điều đầu tiên để ta bước đi trong sự sáng láng thì ta hãy nhìn vào Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời là sự sáng nè? Vâng. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu là sự sáng của thế giới này nè? Lời của Chúa đã từng hứa với chúng ta trong Giăng đoạn 8 câu 12 rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta
sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Hallelujah. Trước đây tôi và anh em không có một chút xíu nào ánh sáng của sự sống cả. Nhìn vào đời sống của tôi và anh em toàn là chết chóc không à? Có phải không? Chúng ta nhìn vào con người chúng ta tự nhiên tôi vẽ lên toàn là quỷ ma không à? Toàn là chết chóc không à? Có phải không? Thì tăng thẻ nó một đẹp vậy, tôi ta xăm lên hẳn kẻ bạc tình. Có một học trò trước đây nhiều năm đó là có vợ và vì có nghiện ngập cho nên vợ bỏ và vợ đi ngoại tình, cho nên người em vẫn còn thương vợ của mình và đâm ra rất là cay đắng, cay cú, không tha thứ. Cho nên cuối cùng là người em này đã xăm một người hình người nữ. Nhưng ta biết gì không? Đầu chó sói, thân phụ nữ. Để muốn mô tả rằng mình vớ lấy con vợ thiệt là con chó sói. Và khi tôi cầu nguyện giải cứu cho người đó, con người đó ngồi như hình con chó sói vậy. Trên đi đầu tiên để ta thật sự bước đi trong sự sáng lạ, tôi và anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Câu 1. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta nói với người bên cạnh, bạn ơi, hãy cùng tôi bắt chước Đức Chúa Trời. Amen không? Amen không? Anh em bắt chước là gì? Bắt chước là làm theo. Mà làm thế nào để chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời đây? Chúng ta đâu thấy Đức Chúa Trời. Thế thì làm sao tôi và anh em có thể bắt chước Đức Chúa Trời? Đó là khi chúng ta đọc lời của Ngài. Đức Chúa Trời được bộc lộ qua từng trang Kinh Thánh, cho tôi nghe chị amen. Đức Chúa Trời phản chiếu dung nhan của Ngài, hình ảnh của Ngài qua từng câu Kinh Thánh, qua từng trang của Kinh Thánh, cho tôi nghe chị amen. Cho nên khi ta đọc lời Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện. Đừng vội vàng đọc Kinh Thánh xong gấp lại rồi thấy thầy Tú đi chợ về gấp vội vàng Kinh Thánh vì biết rằng giờ ăn đến rồi. Trước khi ta gấp khúc Kinh Thánh lại, hãy yên tình trước mặt Chúa và cầu nguyện những gì chúng ta được đọc lời của Chúa cho cách cá nhân, cho tôi nghe cho amen. Thí dụ sáng ta đọc câu 1, hãy cầu nguyện: Chúa ơi xin giúp đỡ con để con phải bắt chước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngày nay có nhiều người bắt chước diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc. Cho nên người ta thấy bắt chước một cái đầu bằng đầu tóc, đúng không? Có nhiều người bắt chước Kim Jong Un, chủ tịch của Bắc Hàn, hớt đầu tóc. Có nhiều người bắt chước đầu tóc của Ronaldo, thế giới bóng đá thế giới tại Pháp là phải. Tất cả thanh niên cho là cắt hết đầu tóc kiểu đó, phải không? Một chút. Mà chúng ta cứ bắt chước, nhưng chúng ta đã không bắt chước Đức Chúa Trời. Thế nên việc bắt chước Đức Chúa Trời quan trọng không? Rất quan trọng. Nhưng con cái của Chúa ngày hôm nay, tôi và anh em dễ lắm chúng ta bỏ qua sự bắt chước Đức Chúa Trời. Và khi tôi đọc Kinh Thánh này, tôi đã yên tĩnh trước mặt Chúa và nói với Chúa rằng: Hỡi Thánh Linh, xin giúp con để con bắt chước Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài muốn ta bắt chước Đức Chúa Trời? Bởi vì Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Ngài. Mà đúng như vậy, bởi vì khi Ngài dựng nên con người thì tôi và anh em mang hình ảnh của Đức Chúa Trời mà. Amen. Nhưng khi tội lỗi bắt đầu bước vào tổ phụ loài người, và từ đó chúng ta không nguyên tội phải không ạ? Kỹ tội phải không ạ? Thế là tội lỗi làm lu mờ đi hình ảnh Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Điều này tôi đã dạy cho anh em trong loạt bài học. Đó là bạn đã bước đi theo Thần Linh chưa? Thế thì chúng ta thấy điều đầu tiên để ta sống được trong sự sáng láng, chúng ta không còn làm những điều vụng trộm. Chúng ta không còn làm sau lưng những người lãnh đạo, trong đó có tôi, có những số nhân sự ở đây. Chúng ta phải quyết định sống trong sự sáng láng. Điều này giúp chúng ta ngay thẳng. Amen. Vì con rắn chúng ta thấy gì? Nó lùn lách ghê lắm. Các bạn không?
chúng ta thấy nó đó mà chúng ta khó bắt lắm á. Nếu nó ở trong vạt cỏ hay là ở trong một cái chỗ đống đá, chúng ta rất là khó bắt nó đó. Bởi nó lẩn trốn phải không? Và tôi và em cũng có cái thói quen này, nó lẩn trốn, luồn lách phải không ạ? Và mình tạm gọi là lách luật á. Và nếu chúng ta thật sự không sống nghiêm túc, vô tình chúng ta kiến tạo nên con người của mình, mình ở trong nhà của Chúa mà con người của mình nó vẫn còn những cách sống, đó là làm sau lưng người khác. Điều thứ hai, đó là hãy bước đi trong sự yêu thương. Điều thứ nhất là ta bắt chước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai ta bắt chước Chúa Giêsu. Cho tôi nghe chị amen. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Anh em, điều thứ hai đó là tôi và anh em hãy bắt chước, hay là hãy bước đi theo Chúa Giêsu trong tình yêu. Cho tôi nghe chị amen. Không có một giáo chủ nào có tình yêu như Đấng Christ, là Chúa Giêsu người ở Nazareth đấng tôi và anh em tin cậy. Trước một người phụ nữ bị bắt phạm tội tà dâm quả tang, đây là cái câu chuyện bộc lộ cái tình yêu và lòng nhân từ của Chúa, lòng thương xót cho một tội nhân. Amen. Amen. Người đời người ta gọi là thí con chốt phải không ạ? Nhưng mà Chúa không thí cái con chốt này, vì dù bị bắt phạm tội quả tang, nhưng trong cái nhìn của Chúa Giêsu, Ngài đến trong trần gian để cứu con người này. Anh có biết rằng khi Chúa đưa anh em vào đây thì Chúa đã có chương trình, đó là cứu anh em, giải cứu anh em. Mà không bao giờ Ngài đã cho anh em vào đây rồi mà Ngài còn lựa anh em như lựa cá. Ngài không lựa anh em như chúng ta đi vào chợ xịn đồ, bán đồ cũ chúng ta lựa. Ngài đã đưa chúng ta vào đây rồi thì Ngài đã có chương trình để cứu cuộc đời của tôi và anh em. Nhưng có nhiều anh em đã vô tình hay cố ý, chúng ta né tránh cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Anh biết rằng bao xi măng, gạch, tất cả những vật liệu xây dựng, nó chỉ có giá trị khi nó xây xong căn nhà. Có đúng như vậy không? Còn nếu nó không được đem ra sử dụng thì nó chỉ là bao xi măng rồi, cuối cùng nó sẽ chết. Nó sẽ nên cứng ngắc phải không ạ? Amen. Sắt thép rất là quan trọng. Quan trọng khi nó để cho con người sử dụng nó trong việc xây dựng. Cho tôi nghe chị amen. Còn nếu không ai được đến nó, một ngày, một tháng, một năm, nó sẽ tan rỉ và đồng nát mà thôi. Anh em có hiểu điều tôi đang ví dụ không? Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không để cho Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không cho phép Ngài thực hiện kế hoạch của Ngài cuộc đời của tôi và em, thì tôi nói anh em rằng chúng ta ở đây chúng ta có thể tốt, nhưng mà ta ra khỏi cổng chúng ta có thể tích tắc trở nên một con người rất xấu. Bởi vì chúng ta không cho phép Ngài xây dựng cuộc đời của chúng ta. Amen. Và cuối cùng năm tháng trôi qua, tôi đang trở nên những vật liệu bỏ không, không ai đụng đến, không ai thèm đụng đến, không ai thèm dùng cuộc đời chúng ta để có thể kiến tạo một cái điều gì đó cả. Và bước thứ hai, lời của Chúa nói là hãy bước đi trong sự yêu thương. Chúa Giêsu đã giải cứu người phụ nữ đó trước đám đông, đó là ném đá con người này phải không ạ? Phải không anh chị em? Và Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu, và Chúa muốn tôi và em học điều này, học điều này, đó là đừng phán xét người nào cả. Hãy nhìn và học yêu thương mọi người. Tôi cũng nghe chị amen. Hãy học để biết yêu thương mọi người. Nếu là vậy thì tôi với em mới bước đi trong tình yêu thương. Amen. Ai cũng có những vấp phạm, ai cũng có những lầm lỗi. Nhưng khi người đó biết nhận lỗi của mình và quay trở lại chúng ta như điều Chúa Giêsu dạy, nếu trong một ngày thôi phải không ạ, mà người đó trở lại với ta 7 lần xin lỗi chúng ta, amen, hãy tha thứ cho.
Chúng ta tưởng tượng một người 7 một trong một ngày đến xin lỗi, và con xin lỗi bố mà 7 lần như vậy ta tin nổi không nè? Khó chịu lắm phải không ạ? Lần thứ nhất chúng ta có thể nói ờ được. Lần thứ hai, lần thứ ba nó gì? Ê, quá tam ba lần nha. Nhưng mà Chúa nói đến 7 lần là đúng không ạ? Con số của sự hoàn hảo. Cho nên Chúa, để chúng ta thực sự sống trong sự sáng láng, thì tôi và anh em hãy bắt Chúa Đức Chúa Trời, hãy bắt Chúa Giêsu, đặc biệt trong tình yêu thương. Hãy trở nên người dễ tha thứ. Hãy trở nên người đầy lòng nhân từ. Hãy trở nên người có lòng vị tha. Amen. Hãy trở nên người có lòng bao dung. Anh em ngày nay có nhiều người rất nguy hiểm. Đó là cửa một cái là họ để trong lòng của họ. Họ cay đắng. Họ giữ cái những cái điều ghen ghét. Đó là những chất độc giết người. Đâu có sự cay đắng, sự tổn thương, sự không tha thứ, sự buông giận. Đó là những chất độc giết cuộc đời của tôi và em nhanh nhất. Nó phá hủy đời sống tâm linh của tôi và anh em. Và nếu là như vậy, chúng ta không thể nào sống trong sự sáng láng được em ơi. Chúng ta không thể nào bước đi trong sự sáng láng được. Bởi lòng đầy dẫy miệng sẽ nói ra. Điều thứ ba chúng ta nhìn thấy, tình yêu có mùi, có hương vị không anh em? Tình yêu có hương vị không? Tình yêu có hương vị không? Thường thường người ta gọi là tình yêu có hương vị ngọt ngào. Thế thì chúng ta đi đến bước thứ ba đây là gì? Hãy để ý lời nói của chúng ta. Lời nói của tôi và em nó có hương vị đó anh em. Một là hương vị ngọt ngào của tình yêu, lòng nhân từ và sự xót thương. Hai là nó ngược lại, nó có hương vị cay đắng, nó có hương vị tục tiểu, nó có hương vị ô uế, nó có hương vị không phải là tình yêu thương. Ta tôi nghe chị amen. Vì cái đó mà câu số 3 nói gì ạ? À, câu số 3 nói gì? Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế. Chữ ô uế tôi lại giải thích em trong cái loạt bài bạn đã được Đức Thánh Linh dạy dắt chưa đó? Chưa đó. Ô uế theo tiếng Hy Lạp nó lên mũ ở trong máu phải không ạ? Nó hôi lắm anh em. Nó ghê lắm, đúng không ạ? Nó không phải hôi mà nó còn thúi nữa. Cái mùi của nó ghê tởm. Trước đây tôi đã từng ở trong cái nhóm người này. Văn tục chửi thề, miệng toàn là nói những điều thuộc về gian dâm, ô uế, bất khiết. Tôi tin rằng anh em cũng vậy phải không? Có phải không? Nhưng bây giờ chúng ta là con cái của sự sáng láng rồi. Chúng ta không thể nói cái điều đó trên môi miệng của mình. Cuộc sống hàng ngày, Kinh Thánh nói rất rõ anh em, gian dâm, ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em. Tham lam là gì anh em? Tham lam như định nghĩa trong từ điển nói là tham lam là nỗ lực lấp đầy bản thân bạn với thứ gì đó. Thứ đó có thể là tình dục, tình dục. Khi một người đã có vợ rồi thì tình yêu trong hôn nhân, tình dục trong hôn nhân là một điều đẹp đẽ mà Chúa Trời đã tạo dựng nên cho con người. Nhưng người nam và người nữ, người ta tham lam, người ta có rồi, amen, người ta vẫn tham lam. Đó là người ta tìm đến người thứ hai, người ta tìm đến người thứ ba. Anh em hiểu tôi nói không? Không những thế thôi mà còn người ta còn bắt đầu xem phim ảnh khiêu dâm. Lòng họ rất là tham, họ muốn làm đầy dậy cái khoái lạc đó. Họ muốn làm đầy dậy cái nhục nhục đó, họ muốn làm đầy dậy. Và ma quỷ ngày nay chúng ta thấy nó chế ra nhiều loại nghiện, xin lỗi, loại nhiều loại chất kích thích. Nó đem đến sự đê mê, sự khoái lạc của xác thịt phải không? Đó là quyền lực của linh tham lam. Lấp đầy chúng ta bằng đồ ăn. Có những người chỉ sống và ăn.
họ sống dường như vô cảm với những điều xung quanh. Rồi gì nữa, họ lấp đầy dãy của đời của họ bằng tiền, bất chấp họ biết điều đó là sai luật, họ biết điều đó là phạm luật, họ biết điều đó là nó ảnh hưởng đến gia đình của mình, họ biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến chức vụ của mình, cuộc đời của mình, uy tín của mình. Nhưng lòng tham lam về tiền bạc phải không? Bất chấp, miễn sao họ có tiền. Có gì? Họ lấp đầy dãy cuộc đời của họ bằng quyền lực. Họ sẵn sàng đặt người này xuống để họ có quyền lực phải không? Anh em đi, tôi đã giải thích không? Như trong quyền lực của sự tâm tôi, thế giới của sự tâm tôi, có cơ hội là phất cờ phải không ạ? Có phải không ạ? Có cơ hội là dìm người khác xuống để mình đi lên, dẫm đạp trên người khác để đi lên. Chúa Giêsu không dạy chúng ta sống kiểu đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, hãy ai muốn được tôn cao, trước hết hãy hạ mình khiêm nhường trước mặt Ngài. Có nhiều người lấp đầy dẫy khi một người bị tổn thương, khi một người bị cô đơn, khi một người bị có những cái vết thương trong quá khứ. Họ luôn luôn tham lam đến mức đó là họ bảo vệ chính họ. Dù họ sai sờ sờ như vậy, nhưng có ai nó góp ý họ thì họ không bao giờ lắng nghe ngay. Và họ bắt đầu dùng những điều khác để phản lại phải không ạ? Dựng lên những cái hàng rào, dựng lên những lý luận, amen. Dựng lên những cái học vị của họ, dựng lên những cái tài cản của họ để che lại cái sự sai lầm của họ. Vì cái đó họ không phải là một người dễ lắng nghe. Anh em, để chúng ta sống trong sự sáng láng, chúng ta phải thực sự nghiêm túc với những điều gì tôi đang giải thích với anh em. Amen. Amen. Không tham lam. Rồi gì anh em, câu số 4. Chớ nói lời tục tiểu. Chúng ta còn nói lời tục tiểu không? Chớ nói lời tục tiểu. Tiếp, chớ giễu cợt. Là đùa giỡn. Đùa giỡn mà đùa giỡn quá trớn phải không ạ? Đùa giỡn đến mức mà không tôn trọng người khác, điều đó không nên. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Cứ nắm chạy tôi và anh em rằng hãy tôn trọng người khác. Đừng dùng lời nói vô tình chúng ta sơn trên cuộc đời của người ta đang đùa giỡn đó bằng những cái lời nói của chính mình, amen. Và ma quỷ đứng bên cạnh đó nói gì? Mày tiếp tục vẽ thêm đi. Ta muốn người đó bị nhục. Ta muốn con người đó xấu xa. Mày nói thêm đi. Ta muốn mày tiếp tục nói đi để sơn phết màu đen, màu thật là tối cho con người đó, vì ta ghét con người đó. Ta muốn con người đó bị dìm xuống. Tiếp tục nói đi. Anh em, lời của Chúa dạy chúng ta không được giễu cợt. Tôi có nghe chị amen. Trong đại gia đình thì chúng ta có những lúc vui đùa, nhưng vui đùa có chừng mực. Tôi có nghe chị amen. Không vui đùa mà quá trớn đến mức độ bắt đầu môi miệng nói những lời tục tiểu. Không quá trớn đến mức độ mà chúng ta giễu, dìm người này xuống, chọc giận người này, chọc giận người kia và dìm hàng họ. Cho tôi nghe chị amen. Anh Hà, anh đang đi đến đâu rồi đó? Không, anh đừng. Anh là một cái người mà những điều tôi đang nói trong lời của Chúa anh phải lắng nghe. Rất là cố chấp, lúc nào cũng bảo vệ. Anh ngủ sờ sờ như vậy mà tôi nói với anh cũng nói là lắng nghe. Anh lắng nghe cái gì? Và cái thứ Chúa nói gì nữa anh em? Chớ giả ngộ tầm phàm. Chớ giả ngộ tầm phàm. Giễu cợt, đùa giỡn quá trớn, Chúa cũng không muốn rồi. Amen. Amen. Mà bây giờ đến giả ngộ tầm phàm, thế giả ngộ tầm phàm là cái gì? Anh ơi, giả ngộ tầm phàm là cái gì? Giả ngộ tầm phàm là đùa cợt bằng những lời nói thô bỉ, bẩn thỉu. Thô bỉ. Những lời nói không có văn hóa.
những lời nói không có đạo đức của một cơ đốc nhân. Cho tôi nghe chị amen. Ngay vợ chồng của chúng tôi, chúng tôi có sự tôn trọng với nhau về lời nói. Và đôi khi tôi không phải đến mức mà giễu cợt, tôi không phải đến mức là thô bỉ đâu. Nhưng có những lúc mà cô Phương nhắc tôi rằng là em không muốn anh nói như vậy, tôi phải lập tức thay đổi. Amen. Tôi phải lập tức thay đổi, không cố chấp được, không lấy cái quyền của một người chồng đấy. Anh là chồng của em, anh muốn nói gì anh nói, không được phép như vậy. Nhưng mà tôi phải biết lời nói nó bày tỏ sự tôn trọng người khác hay không tôn trọng. Từ Việt Nam mình có một cái câu nói rất là hay, nó gì? Lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Anh em, ngày hôm nay có nhiều người giảng ngộ tầm phào, đùa giỡn, nó quá trớn, nó quá lố. Và Kinh Thánh không muốn chúng ta sống trong điều này. Bởi vì những điều này nó không ở trong vương quốc của sự sáng láng, cho tôi nghe chưa? Amen. Nó không xứng nghiệp với một đời sống của một người đi theo Chúa. Như tôi đã nói, trước đây, mấy chục năm về trước, tôi là con người đã từng sống như vậy. Nhưng mà lời của Chúa thay đổi, đổi lột tả, tẩy sạch, thánh hóa, để tôi giúp tôi thắng hơn những cái điều mà trước đây môi miệng này, cũng cái môi miệng này, phải không ạ? Nhưng bây giờ tôi bắt chước Đức Chúa Trời, tôi bắt chước Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Và bằng tình yêu, bằng những lời nói để tỏa ra cái hương thơm, cái hương vị của tình yêu. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em có bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta nghe một lời nói, chúng ta ngửi được cái mùi của sự kiêu ngạo? Đấy. Bao nhiêu người thừa nhận điều này? Chúng ta chỉ nghe lời nói, chúng ta ngửi được cái mùi kiêu ngạo ngay. Tôi nghe lời nói, tôi nghe ngửi được cái mùi của người khoe mình liền. Anh em hãy học nói theo phẩm chất của một con cái của sáng láng. Amen không ạ? Amen không ạ? Và ta đi tiếp câu số 5. Trước khi ta qua câu số 5 thì chúng ta không nói những điều gian dâm ô uế, luôn tuồng, nói những lời tục tiểu, chớ yêu cầu, chớ giải ngộ tầm phào. Nhưng hãy nói lời cảm tạ Chúa thì hơn. Hallelujah. Hãy học nói cảm tạ Chúa. Hallelujah. Hãy học nói điều này. Cảm tạ Chúa thì hơn. Amen. Trong những môi miệng của chính mình. Và câu số 5 nói gì? Vì nên phải biết rõ rằng kẻ dân dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng. Anh em để ý ba cụm từ này: gian dâm, ô uế, tham lam. Kinh Thánh gom lại và nói gì? Ba cái nhóm này ai phạm đến tức là thờ hình. Ta còn nhớ điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời không? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngày nay trong xã hội này chúng ta thấy vào quán ăn là thấy thần tình dục liền qua những cái chum rượu á, các bạn không? Các bạn không? À, vào quán ăn là thấy chum rượu này chum rượu kia, để bổ cái này để bổ cái kia. Việt Nam mình có một câu ăn gì bổ nấy, cho nên mấy con vật chết hết rồi. Nhưng mà anh em biết rằng có nhiều người ngày hôm nay họ phạm tội thờ hình tượng mà họ không hề hay biết. Một ngày kia tôi đi vào một hội thánh, và Chúa nói với tôi rằng trong hội thánh này đầy những người thờ hình tượng. Tôi giật mình anh em. Tôi nói gì? Có Chúa. Họ là người đã tin Chúa rồi mà. Không có đến nhà một số người con đâu thấy họ thờ hình tượng gì đâu. Họ dẹp hết rồi. Nhưng Chúa nói không.
Và Chúa bảo tôi đọc lại câu kinh thánh này. Và đã biết gì? Cái người gian dâm là cái người đã có vợ nhưng vẫn thích ngoại tình. Đó là gian dâm. Người gian dâm là người đã có vợ rồi nhưng vẫn thủ dâm. Người gian dâm là người có gia đình rồi nhưng vẫn thích coi phim sex. Tại sao Chúa gọi đây là thờ hình tượng? Bởi vì họ thờ cái linh của sự dâm loạn, phải không? Bởi vì khi ai đó bắt đầu coi phim ảnh là tư tưởng của chúng ta đầy dẫy sự ô uế và mắt của chúng ta đầy dẫy sự hôi thối. Và thế là chúng ta bắt đầu tưởng tượng, phải không ạ? Không phải không? Trong nhà tù trước khi đi ngủ họ nói những cái lời rất là dâm. Để gì? Kích thích. Để đêm đó linh của sự dâm dục sẽ đến. Giống như họ mời gọi nó vậy. Rồi ô uế, có nhiều người gì? Họ không thích sống sạch sẽ. Họ không thích sống sạch sẽ. Họ thích sống ô uế. Họ thích sống nhớp. Nhưng ngày hôm qua tôi mặc cái áo thun, vì thời tiết không có nắng mưa, trên mặc cái áo nó cái mùi á, tôi cảm thấy nó không có thích lắm. Bởi cái mùi nó ẩm và nó hôi, cái mùi giống như không có nắng á. Nhưng mà chúng ta thấy trong nhà của mình cũng có những con người sống không cần giặt đồ, không cần xà bông luôn. Dù rằng người lãnh đạo có mua xà bông cho chúng ta, nhưng một ngày kia tôi bắt được nó không có giặt xà bông. Tắm xà xong là bỏ quần vô, lắc xong rồi vắt móc lên. Sống còn rất là bụi đời. Và đó là sự ô uế. Và họ tôn thờ cách sống của họ, phải không? Ở giường của họ là đầy đủ các thức ăn. Đầy đủ các thức ăn. Hôi thôi. Rồi có những người tôn thờ sự tham lam, phải không? Họ làm đầy dẫy. Đem tất cả những cái điều mà chúng ta được học sáng nay vào đời sống của họ, bày tỏ rằng họ là một con người đói khát. Đói khát tình dục, đói khát sự ô uế, đói khát những điều thuộc về thế giới mờ tối này. Và Kinh Thánh kết lại rằng nếu chúng ta không chấn chỉnh lại, nếu ta không ăn năn, không sửa lại cái phần này lời nói đó, thì tôi nói em rằng Kinh Thánh khẳng định rằng không được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời. Amen. Ngay trên đất này có ngày có người đó không hưởng được nước Đấng Christ, là Đấng chịu sức giàu cho thân ai chị. Amen. Người đó không hưởng được những cái điều mầu nhiệm của Chúa Jesus Christ. Người đó không hưởng được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Tôi đã nghe những lời làm chứng của những con người thật sự cơ hàng, nghèo, rất là nghèo. Họ đã từng ngủ dưới gầm cầu, không một túp lều. Nhưng khi họ nghe làm chứng về Chúa Giêsu, họ thừa nhận họ là một tội nhân cần được cứu. Sau khi họ bắt đầu tin nhận Chúa, đi nhà thờ, họ học lời của Chúa, họ biết rằng cái sự nghèo khổ của họ nó đến từ đâu, không phải từ số mạng, nhưng mà đến từ sự rủa xá. Và đến cái điều gì xảy ra? Thế là họ cầu nguyện. Năm tháng sau, một thời gian sau, Chúa đã cho họ có một căn nhà nhỏ xinh để họ chung sống với nhau. Đó không phải là nước của Chúa Trời sao? Amen. Đó không phải là vương quốc của Đấng Christ sao? Và chúng ta nhìn thấy câu số 6 ở trong cái phần 3 là lời nói đó anh em. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dụ anh em. Bao nhiêu người chúng ta đã từng trong quá khứ đã bị những lời giả trá phỉnh dối lừa dối tôi và anh em rồi nào? Nó lừa dối chúng ta. Ngày hôm nay anh em thấy gì không?
Con người sống nhanh lắm và rất là ảo, phải không ạ? Có những người chưa từng chơi ma túy nhưng họ ảo giống như họ từng chơi đá vậy đó. Họ ảo lắm luôn. Cho nên họ ảo và họ đi xuống ao lúc nào họ không hề hay biết. Ảo ao nhanh lắm anh em. Ảo ao hao nhanh lắm anh em. Tích tắc. Có những người sống rất ảo. Cờ bạc, chúng ta thấy trên mạng ngày hôm nay đủ app cho vay tiền nặng lãi, phải không? Đi ngoài đường ở Sài Gòn tôi đi, tôi nói chú ơi, sao mà ngày hôm nay đi chỗ nào cũng thấy cho chơi 15 phút sau là có tiền liền á. Tôi thấy nhá nhẵn luôn, tôi nói chú ơi, cái điều gì? Sao đến ngày hôm nay tình trạng này nó mọc đầy trước nhà tôi thì dán chữ giống như ai đến nhà tôi cũng cười lên. Ồ, trước nhà mục sư sao mà cho vay tiền dán đầy trước cái tường bên cạnh nhà tôi đó. Dán đầy cho vay tiền, 5 phút sau có tiền, không lấy lại, không cần chứng minh nhân dân, chỉ tùm lum tí la chứ. Tôi nói chú ơi, cái điều gì mà nó kinh khủng như thế này. Thế thì không bị mắc, nhưng mà chúng ta thử dán câu kinh thánh lên chúng ta thấy có vấn đề liền ha. Có đúng không anh em? Chúng ta thử dán câu kinh thánh là dán những cái lời hại ý đẹp là chúng ta có vấn đề ha. Cho nên Kinh Thánh dặn rằng đừng để cho ai lấy lời nói giả trá phỉnh dụ anh em. Tôi xin hỏi anh em rằng là quá khứ thì ta đã bị phỉnh dụ rồi phải không ạ? Nhưng bây giờ trong Chúa này, bao nhiêu người chúng ta cũng vẫn còn bị những lời phỉnh dụ lừa dối chúng ta. Một người giơ tay, còn ai nữa? Hai người giơ tay. 3, 4, 5, 6, 7, 8 người giơ tay. Anh em, chúng ta phải tỉnh thức. Bây giờ chúng ta là con cái của sự sáng láng, amen. Một người ở trong sự sáng đó anh em, nhìn rất rõ sự tối tăm. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Một người ở trong sự sáng láng nhìn rất rõ quyền lực của sự tối tăm. Những người ở trong tối tăm nhìn vào sự sáng lóa mắt. Có phải không? Có phải không? Trên lời của Chúa dạy rằng là đừng để, có là tôi và anh phải cẩn thận, đừng để ai lấy lời giả trá phỉnh dụ anh em. Trên công việc của nhà Chúa ở đây chúng ta hãy tỉnh thức. Những điều gì Chú mặc khải tôi không bao giờ nó sai. Và tôi có nói với thầy tu, tôi nói với nhân sự chính của trung tâm. Có những người bị phỉnh dối. Có những người vẫn còn lén lút. Có những người vẫn còn phỉnh dối lẫn nhau. Nếu không bởi tình yêu của Chúa, chúng tôi dung chịu anh em. Nếu cho anh em ra về thì cuộc đời chúng ta, tôi biết trước cái điều gì sẽ xảy ra. Cho nên xin anh em hãy trân trọng tình yêu của Chúa dành cho mình. Hãy trân trọng sự nhân từ của Chúa dành cho mình. Đừng sống và khinh lờn tình yêu của Chúa và nhân từ của Chúa. Tôi biết hết. Không cần anh em nào nói với tôi đâu. Vì Chúa đấng toàn tri. Và nếu như vậy, chúng ta không thể nào nói mình sống trong sự sáng láng được. Câu số 6 nói gì chúng ta nữa? Vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Cái chữ con bạn nghịch này được nhắc đi nhắc lại trong episode rất nhiều lần. Đừng ở đây mà chúng ta trở thành đứa con phản nghịch Chúa. Anh em hiểu tôi nói không? Đừng người khác nói mình là con Đức Chúa Trời nhưng Chúa nói là no, không phải là con của ta mà người anh em đó là con phản nghịch
nó phản nghịch lại ta. Thì cơn thịnh nộ anh em, Chúa vẫn còn nhân từ, amen. Nhưng sẽ đến một lúc anh em cơn thịnh nộ của Chúa mình nổi lên rồi, tôi nói anh em toi. Anh em đừng đùa giỡn với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Có những anh em khinh lờn những lời tôi dạy bảo khuyên bảo, và thế là mọi sự nó xảy ra thì không cứu vãn được nữa, bởi vì nó đã xong rồi, amen. Cái hậu quả của sự bạn nghịch, cái hậu quả của sự phản nghịch, cái hậu quả của sự nổi loạn, mà tôi sẽ không giúp đỡ gì được, amen. Bởi vì Chúa đã chung chịu anh em, nín chịu anh em lâu rồi. Chúa cho chúng ta có cơ hội này qua lời của Chúa hôm nay, amen, và những lần trước. Chúa dùng lời để nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở chúng ta. Và cuối cùng chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra ở đây. Câu số 7. Chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Thông đồng là sao anh em? Có là đừng có chung dụ với những con người gian dâm. Đừng có thông đồng với những con người sống thích sống ô uế, thích sống tham lam, phải không? Không thông đồng với những con người thích giễu cợt, thích giả ngộ tầm phào, có phải không? Bởi vì bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Trên trong lời của Chúa hôm nay với bài câu thánh này là phần đầu tiên chúng ta học với cái chủ đề, đó là để được đấng Christ chiếu sáng. Và bài số 1 có nghĩa là hãy sống trong sự sáng láng. Và để sống trong sự sáng láng được, hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Amen. Hãy bắt chước đấng Christ. Hallelujah. Hãy bước trong sự yêu thương. Amen. Và hãy cầm giữ lời nói của tôi và anh em. Lời nói nó cũng quyết định chúng ta là người trưởng thành hay chưa trưởng thành. Cô Lô Tô Nhất đoạn 13 câu thứ 11 lời của Chúa phán như thế này. Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ. Bao nhiêu người chúng ta đã đi qua tuổi trẻ rồi nè. À, chúng ta nói như đứa con trẻ phải không ạ? Cựa là dỗi, nó là lời bo xì, nó là lời hờn mát, hờn dỗi, phải không ạ? Cư xử giống như em bé. Nhưng Phaolô nói gì? Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tôi suy nghĩ như con trẻ. Nhưng khi tôi thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Thế thì chúng ta đã trưởng thành trong đấng Christ chưa? Chúng ta thực sự có tuổi trong Chúa rồi, và cũng có tuổi đời này luôn rồi, amen. Chúng ta đã thực sự là người thành nhân trong Chúa chưa? Hay lời nói của tôi và anh em nó vẫn còn bộc lộ như một trẻ con? Anh em đừng xem thường lời nói. Bởi vì Chúa nói nè, có thì nói có, không thì nói không. Còn mọi lời đùa giỡn đó, thêm bớt đó, nó đến từ quỷ Satan, phải không ạ? Và ngày đến, có người được thưởng và có người bị phạt vì cái lời nói của họ. Và châm ngôn lời của Chúa nói gì? Sống chết cho nơi quyền của lưỡi. Cho nên anh đừng đùa giỡn với cái lời nói của mình. Bởi vì cái lưỡi của chúng ta quyết định sống thành công, hạnh phúc, hay lưỡi này đưa ta đến sự ô uế, gian dâm, tục tiểu, giễu cợt, là cái lưỡi này sẽ quyết định tôi và anh em đó. Cho nên chúng ta là các con cái của sự sáng láng. Nguyện lời của Chúa sáng hôm nay giúp chúng ta soi mình để quyết định. Để rồi ngày mai chúng ta đến cái phần bài số 2 là để Chúa, để đấng Christ chiếu sáng. Để cuộc đời của chúng ta sau khi tiếp nhận Chúa nó phải có sự chiếu sáng của Chúa Giê-xu. Amen. Để người khác nhìn vào cuộc đời của tôi và em và thấy rằng có Chúa trong cuộc đời của tôi và em. Họ phải ngửi được cái mùi của tình yêu, amen. Họ phải nghe những cái lời nói rất là sáng láng, những lời nói không còn ở trong sự bóng tối nữa, amen. Amen. Họ không còn nói là ô đi theo tin lành mà sao sống tanh rình vậy.
Trinh hỏi anh em giống của tôi. Hãy sống trong sự sáng láng. Và khi một người sống trong sự sáng láng thì tất cả mọi điều ảnh hưởng đến cuộc đời của họ sẽ bày tỏ sự sáng láng của Chúa. Xin mời Hội Thánh đồng được lên để mời Chúa sự cầu nguyện. Sakarabatokota. Hallelujah. Tikisikatikisakatokosakatakaramataka. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi soi mình với lời của Chúa. Để chúng ta thực sự sống trong vương quốc của sự sáng láng, chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời các anh em. Chúng ta hãy bắt chước Đấng Christ. Vì Ngài đã yêu thương chúng ta và Ngài phó chính mình Ngài vì tội lỗi của tôi và anh em. Như một thức hương có mùi thơm. Đó là tình yêu của Chúa Jesus Christ. Và Ngài muốn tôi và anh em hãy bước đi trong sự yêu thương. Tình yêu có ngôn ngữ. Tình yêu có hương vị. Và ngược lại, những điều thuộc về thế giới tội lỗi, nó cũng có ngôn ngữ và nó cũng có hương vị của nó. Anh em ơi, chúng ta hãy soi mình, hãy để lời của Chúa dẫn dắt mình. Để ngày nay chúng ta thực sự quyết định, đó là sống trong sự sáng láng, bước đi trong sự sáng láng. Có như vậy ngày mai chúng ta sẽ tìm được cái lý do, tìm được câu trả lời, đó là làm thế nào để ta được đấng Christ chiếu sáng. Để cuộc đời chúng ta nhiều người khác nhìn vào và thấy được dung nhan của Ngài, thấy được hình ảnh của Chúa tại đó. Hallelujah. Sakaramatokuri kisikaramatokaramato. Chúa ơi, Ngài đã dựng nên chúng con từ buổi đầu sáng thế. Ngài dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Và Satan là Chúa của đời này. Nó làm lu mờ đi ảnh tượng của Ngài trên cuộc đời của con anh em còn. Lạy Chúa, xin chúc chúng con ở Chúa. Korike kakara makara makata kara mataka. Ekele kara makara makara. Thor sakara matakara makara matoko sara makata kara ma. Heza kara makara matakara mata. Sedara makara matoko rama ziki kara matoko sa. Chúa cho chúng con soi mình với lăng kính của lời Đức Chúa Trời hôm nay. Vì lời của Chúa là gương soi cho cuộc đời của chúng con. Chúa xin cho con soi mình. Vì lời của Chúa nhắc nhở con và anh em con và những người đang theo dõi chương trình nhóm lại của chúng con hôm nay. Để chúng con soi mình, để chúng con sửa sai, để chúng con sống theo lời của Chúa. Chúng con bắt chước Đức Chúa Trời, chúng con bước theo, bước đi trong sự yêu thương giống như Đấng Christ đã yêu chúng con. Thật con hy sinh cho mọi người, từ bỏ cho mọi người. Và có quyền lợi của chúng con là nhỏ trước linh hồn của những người cần được cứu. Hỡi Chúa, xin cho con cẩn thận lời nói của chúng con. Nguyện những lời nói gian dâm, lời nói của sự ô uế, lời nói của sự tham lam, hành vi của sự tham lam, lời nói tục tiểu, diễu cợt, giả ngô tầm phàm, nó sẽ không còn xứng đáng cho đời sống của chúng con nữa, Chúa yêu của chúng con. Thay vì cùng cái lưỡi này, xin cho chúng con nói lời cảm tạ Chúa thì hơn, Chúa ơi. Cho chúng con ngợi khen Chúa thì hơn, Chúa yêu của chúng con. Là Chúa xin giúp đỡ chúng con, vì bây giờ chúng con là con cái của sự sáng láng. Xin cho chúng con quyết định bước đi trong sự sáng láng, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Vua giúp chúng con. Vua giúp chúng con. Vua giúp chúng con. Vua giúp chúng con. Vua giúp anh em con. Vì lời của Chúa sáng nay khiến chúng con tỉnh thức. Khiến chúng con tôn trọng. Khiến chúng con quý trọng tình yêu và sự nhân từ của Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng con ở Chúa. Cho chúng con biết về lòng nhân từ của Chúa là quý báu cho đời sống của chúng con là thế nào. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Xin mời một anh em thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài hôm nay nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh đời sống của tôi và anh em. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho nhau, để ngày nay chúng ta quyết định sống trong sự sáng láng, bước đi trong sự sáng láng. Và để chúng ta sống trong sự sáng láng được thì không ai là gương mẫu ngoài Đức Chúa Trời, ngoài Đấng Christ. Không ai, không một ai. Trên thầy trò của chúng ta hãy cầu nguyện để cùng nhau hiệp một bắt chước Đức Chúa Trời, bắt chước Đấng Christ, bước đi trong sự yêu thương và tôn trọng lời của Chúa, cầm giữ môi miệng của mình trước những nan đề, trước những nghịch cảnh, trước những sự bất bình, trước những sự chưa hiểu nhau. Chúng ta cầm giữ môi miệng của mình để ta được phước, và đó giúp chúng ta sống được, bước đi được như các con cái của sáng láng. Xin mời một anh em thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.